Phương Chi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Một chương trình tư nhân tại Boston nhằm khuyến khích các thành viên băng đảng tiếp tục học hết trung học và tiếp tục con đường đại học. Tin từ thành phố Boston, kính thưa quý vị, một chương trình hiện đang được thực nghiệm tại Boston nhằm giúp cho cựu thành viên băng đảng tiếp tục học con đường học vấn của mình. Alex Diaz, năm nay 31 tuổi, từng là thành viên băng đảng khi còn thời trung học. Alex cho biết là lúc còn nhỏ, lớn lên ở khu phố Rochester, anh đã nhiều lần bị quyệt sai đường, bước và khiến anh đã phải ngồi tù 8 năm. Sau khi ra tù thì Alex quyết định thay đổi đời sống và tư tưởng của mình. Dù đã 31 tuổi nhưng anh đã chưa tốt nghiệp trung học, lần này muốn trở lại trường để thay đổi mọi thứ xung quanh mình. Mục tiêu sau khi tốt nghiệp trung học là có thể tiếp tục con đường đại học của mình. Chương trình này còn được gọi là Boston Encore, sáng lập bởi ông Mark Colleton năm ngoái. Các sinh viên học sinh trong chương trình này được trả 400 Mỹ Kim cho mỗi tuần. Theo như ông Mark Colleton, ông rất là mong chương trình này sẽ được tiếp tục và thành công trong tương lai nhằm giúp các cựu thành viên từng trong băng đảng. Chương trình này có thể biến đổi thành phố Boston, nơi mà hiện nay có khoảng 2.600 thành viên thuộc nhóm băng đảng. Chương trình này sẽ được thực nghiệm trong 3 năm tới đây và hiện được các tài trợ tư nhân. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học MIT và Northeastern sẽ theo dõi kết quả để xem nó có thành công hay không. Kế hoạch ngưng phát triển công trình xây dựng quạt điện ngoài vùng ở Nantucket, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, thứ Hai ngày 1 tháng 12 vừa qua, công ty phát triển xây dựng công trình quạt gió ngoài vùng biển Nantucket cho biết là họ sẽ chấm dứt dự án này. Trong vòng 20 năm gần đây, các chương trình tạo năng lượng bằng quạt gió là năng lượng mặt trời đã được tiểu bang Massachusetts chú trọng và đầu tư nhiều. Các công ty phát triển năng lượng này đã được ưu đãi với mức giảm thuế đáng kể và nay mượn vốn đầu tư. Nhưng trong thời gian qua, các công ty này đã không thể phát triển vì sự cạnh tranh từ các nước khác. Do đó, mặc dù nhiều người dân trong tiểu bang ủng hộ các công trình, nhưng tại các địa phương, người dân phản đối về các công trình này vì họ cho rằng xây quạt gió phát triển ở ngoài biển sẽ gây ảnh hưởng đến đề thủy sinh, hải sản và mất đi nét đẹp của vùng biển khi phải thấy quạt gió khổng lồ. Chương trình này được đưa ra cách đây 16 năm với việc xây dựng 130 quạt máy điện, diện tích là 46 dặm vuông ngoài vùng biển Nantucket. Ông Dennis Duffy, phó chủ tịch của công ty Nantucket Sound, đã chính thức công bố là sẽ chấm dứt dự án này cũng như chấm dứt thỏa thuận việc phát điện với công ty điện lực. Bà Audra Parker, người đứng đầu Liên minh bảo vệ vùng biển Nantucket, đã phản đối dự án này, chia sẻ rằng tuyên bố chấm dứt dự án này là tin tuyệt vời. Theo Liên Hiệp Quốc, 11% các dược phẩm ở các quốc gia đang phát triển là thuốc giả. Kính thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization, mỗi năm có hàng chục ngàn trẻ em tử vong vì uống thuốc giả trên thế giới. Các chuyên viên y tế đã duyệt hơn là 100 cuộc nghiên cứu và hơn 48.000 các loại dược phẩm. Kết quả cho thấy là 11% thuốc dược phẩm đã được sử dụng ở các quốc gia đang phát triển là giả tạo. 65% của các quốc gia là thuốc giả tạo có điều trị ở bệnh viện và bệnh sốt xuất huyết. Theo cuộc nghiên cứu là có 72.000 đến 169.000 trẻ em ở các quốc gia đang phát triển tử vong mỗi năm sau khi dùng thuốc của trụ sinh giả để chữa bệnh viêm phổi. Riêng tại các châu Phi thì mỗi năm có 116.000 vụ tử vong vì thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết giả tạo. Vào năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới đã thành lập một chương trình kiểm soát thuốc giả tạo và nhận thông tin về 1.500 thuốc giả trên thị trường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ thuốc giả đang được bán ở các quốc gia đang phát triển có thể cao hơn vì nhiều trường hợp không có thể báo cáo. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em.
Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cũng xuống đó em học. Được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter Beauty Academy, trường thẩm mỹ được dời về 95 Freeport Street, building rộng lớn, khang trang với nhiều lớp học do các ngành nghề. Beauty Academy là trường dạy nghề thẩm mỹ cao cấp duy nhất do người Việt Nam làm chủ. Trường được chính phủ liên bang công nhận, đặc biệt học viên hội đủ tiêu chuẩn sẽ được chính phủ tài trợ tài chính trao học ngành thẩm mỹ tóc, giáo viên tận tâm kinh nghiệm. Học viên có thể thi lấy bằng bằng tiếng Việt. Lớp học nối lông mi được mở hàng tháng và nhận làm tóc, facial, nail với giá rẻ tượng trưng. Mọi chi tiết xin liên lạc 617-288-1811. Hai bà Táo, cuối năm cuối tháng mới vào chợ xong giờ chạy đi đâu đây? Dạ, anh ra học đi chợ. Đi chợ ở đâu? Thôi, sao nghe lúc nào cũng chợ Phú Cường từ lâu hay không? Triệu phú, tỷ phú, ai cũng đi chợ Phú Cường hết là sao? Chợ đó nó rất là tiện, mà có cơm, nè, có cá, nè, có thịt, có rau, gì nó cũng tươi mới. Mà nhất là gà đi bộ ăn. À, nói nghe mà thèm dễ sợ luôn. Vậy thì muốn ăn ngon hãy đi chợ Phú Cường. Phú Cường là siêu thị lớn nhất vùng núi Yên Bình do người Việt Nam làm chủ, hiện tọa lạc tại số 1188 đường Rochester, khu phố Rochester, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, chuyên cung cấp các loại thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, giá rẻ, có bán dược thảo, các loại gia dụng cần thiết. Nhân viên tiếp đón ân cần, điện thoại liên lạc 617-822-8014. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Kính thưa quý vị, khán thính giả của SBTN Boston. Hôm nay tôi là Trần Trung Đạo. Tôi được hân hạnh làm dẫn cho chương trình sinh hoạt cộng đồng của vùng Massachusetts lần này. Đây là một cái dịp hết sức là đặc biệt. Quý vị cũng biết là hàng ngày đầu năm là một ngày quan trọng để mở đầu một cái thời gian mới, một không gian mới, một năm mới cho tất cả chúng ta. Truyền thống của cộng đồng Massachusetts là có họp mặt nhau để điều quan trọng thứ nhất là để chào cờ hàng năm, và thứ hai là gặp gỡ và chúc lành cho nhau. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp đón một phái đoàn của quý vị trong ban tổ chức của lễ thường kỳ Việt Nam Cộng Hòa đầu năm. Trở lại với phần chương trình, tôi nghĩ rằng chị Như Nghĩa là người mà nắm được hết toàn bộ cái chương trình. Nhưng mà chúng tôi trước hết là hỏi chị một cách tổng quát về cái chương trình này của cộng đồng hay giao phó cho quý vị tổ chức, thì xin cho biết một cách hết sức là tổng quát về chương trình này. Phần còn lại chúng ta sẽ tiếp tục hỏi quý vị khác. Dạ, thì cái tổng quát cái lễ chào cờ đầu năm năm nay là có quý vị trong của Thủ Đức sẽ giúp cho phần nghi lễ chào cờ, và Hội Phụ Nữ Cờ Vàng thì đàn bà chúng tôi sẽ lo về phần ẩm thực, và sau đó thì văn nghệ, là văn nghệ, có chương trình văn nghệ. Tổ chức ở đâu? Dạ, tổ chức ở nhà thờ nhà hàng nhà thờ St. Gregory, tức là nơi mà chúng ta thường tổ chức các sinh hoạt của cộng đồng. Bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa. Như vậy thì nhắc lại trời lời của chị Như Nghĩa là Hội Phụ Nữ Cờ Vàng là đứng đầu tàu, nhưng mà bên cạnh có Hội Phụ Nữ Cờ Vàng có rất là nhiều tổ chức và đoàn thể khác, chắc chắn là ban chấp hành cộng đồng cũng như hội đồng quản trị đều tham dự cả. Sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng và
chấm dứt. Rất là chương trình rất là dài, quý vị sẽ nghe một cái chương trình hết chi tiết, hết rất là phong phú. Và tại bắt đầu tại nhà thờ St. Gregory, tức là hội trường mà chúng ta thường tổ chức các sinh hoạt lớn của cộng đồng. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi xin được hỏi anh Hiến, anh Đặng Hiến, vì năm ngoái là anh là trưởng ban tổ chức, phải không? Thì trải qua một cái giai đoạn mà một năm, thì anh sau khi mình tổ chức xong, anh nhìn lại thì anh thấy là những cái gì mình cần phải làm tốt hơn và những cái gì mà mình cảm thấy là cần phải vượt qua những cái khó khăn. Trước hết tôi ở trong cái là thành viên của cái ban tổ chức, tôi xin kêu gọi đồng bào năm nay đi chào cờ thật đông. Thì sau đó tôi sẽ trả lời cái phần câu hỏi của anh Đạt. Qua một năm rồi thì tôi thấy là những cái vấn đề đặt ra ở trong cái buổi chào cờ là nó rất là chi tiết, mình cần phải thảo luận rất là nhiều. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói một cách tổng quát là về ẩm thực, về sắp xếp, về an ninh, về ban nhạc, về hội trường, thì tất cả đó thì anh em cộng đồng, năm ngoái thì cộng đồng họ lo cho chúng tôi và chúng tôi cũng góp một tay. Đúng ra thì đó là của cộng đồng tổ chức chứ không phải là tôi, nhưng mà hội không quân đứng ra chịu trách nhiệm. Cho nên là qua một năm rồi thì tôi thấy tất cả những cái gì đưa ra đều là tốt đẹp cả. Tôi nghĩ là trong thời gian tới thì chị Phước chắc cũng là nó cũng anh em mình cộng đồng cũng sẽ góp một tay với chị. Cái đó là cái vấn đề mà chúng tôi lo sợ nhất đó anh, tại vì tất cả các hội đoàn đã nhiệt tâm bỏ công sức ra để làm một cái lễ chào cờ đầu năm vinh danh lá cờ vàng của chúng ta. Nếu mà ngày hôm đó tuyết thì đồng bào chắc là đến, tôi cũng mong rằng đồng bào cũng những chút thì giờ, và nếu mà tuyết thì chúng ta mặc cái áo ngoài đến với chúng tôi để chúng ta nhìn lại lá cờ trong ngày đầu năm. Như vậy có nghĩa là dù có tuyết rơi bao nhiêu nữa thì vẫn tiến hành. Dạ vâng. Thì ý của tôi muốn hỏi là có cancel hay có delay hay có trì hoãn gì hay không, nhưng mà theo lời của chị Nghĩa mà nói là dù tuyết bao nhiêu vẫn thực hiện. Dạ vâng. Và mong rằng tất cả chúng ta vì cái ngày đầu năm, vì lá cờ mà cố gắng vượt qua và tìm mọi cách để đến. Dạ vâng. Dạ tôi xin bổ túc chút xíu cái câu trả lời đó. Tuyết đến bao nhiêu thì cũng đến, nhưng trừ phi chính quyền nói rằng cấm đi thì là mình phải tuân lệnh chính quyền. Thì mình phải chấp hành theo cái luật pháp của tiểu bang. Nhưng mà nếu mà không thì vẫn. Câu hỏi này thì dành cho anh Khôi, thưa anh Khôi. Thì cái việc mà mình tổ chức cờ thì có lẽ là ai cũng biết cả rồi lý do là tại sao, nhưng mà anh có thể nói thêm về những ý nghĩa của việc mà mình làm, tạo thêm một cái truyền thống gì, thế nào cho các thế hệ trẻ có thể biết được cái ý nghĩa đó mà nuôi dưỡng được lá cờ. Thì theo anh thì anh có thêm vài ý kiến. Xin cảm ơn chủ tịch đài. Tôi nghĩ rằng những người và những đảng sản như chúng ta đang sống trên cái đất nước hoàn toàn tự do, thì cái lá cờ chính nghĩa quốc gia nó biểu tượng cho cái hùng chiếc sông núi, biểu hiện cho cái lòng yêu nước cao độ, và đồng thời luôn luôn nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn của dân tộc. Vì thế hàng năm mà cộng đồng tiểu bang Massachusetts thường ủy nhiệm cho một hội đoàn, thì năm nay hội đoàn của phụ nữ cờ vàng chi nghĩa được ủy nhiệm làm trưởng ban tổ chức. Thì cũng như mỗi năm, năm nay cộng đồng cũng như ban tổ chức chủ trương là tổ chức trọng thể hơn bất cứ năm nào. Vì thế tất cả các hội đoàn đoàn thể đồng hương ở đây tham dự một cách rất đông đủ, rất hăng say. Cho đến hôm nay thì mọi sự chuẩn bị họp hành đều đã tiến hành và đi vào ổn định. Thì chúng tôi cũng mong rằng chị đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn đoàn thể, mỗi người từ trong tâm tưởng chúng ta khi rời bỏ quê hương, chúng ta đã thể hiện cái lòng yêu nước, yêu chính nghĩa quốc gia và chan hiệp cái luồng sản, thì lá cờ mãi mãi nó sống mãi và cho đến muôn đời. Và chúng tôi hy vọng rằng năm nay là một năm trước những biến chuyển yên tĩnh đất nước, quý vị tham dự đông đảo hơn, và trong lòng chúng ta xác quyết được lập trường, chúng ta hướng về quê nhà, chúng ta xác định được lập trường, chúng ta cần làm gì cho tổ quốc trước cái hiểm họa mà hàng hóa. Đồng thời chúng tôi cũng thành thật và thiết tha kêu gọi giới trẻ, tất cả quý vị đồng viên anh em thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của cái lá cờ vàng ba sọc đỏ
và các bạn phải tham gia tiếp nối vì khi thế mãi mãi châm lên ngọn lửa nồng nàn yêu nước Việt Nam. Anh nói đến tuổi trẻ thì tôi hỏi chung tất cả quý vị, quý vị ở đây biết ở đây là rất là nhiều trường đại học và mỗi hội trường đại học có cái hội sinh viên, phải không? Và bên cạnh đó thì có cái tổng hội sinh viên của liên trường miền Liên Linh. Thật sự là ước mơ của chúng ta là làm thế nào những cái chương trình của sang năm thì do các thế hệ trẻ đứng làm trưởng ban. Tôi nghĩ là cái mục đích của chúng ta là cố gắng truyền cái ngọn lửa và làm thế nào cái cội nguồn được tiếp tục. Nhưng mà tôi chắc chắn là không dám nói, nhưng mà chắc chắn là tất cả quý vị bốn vị ngồi trước mặt tôi là không cần nữa, quý vị cũng hướng về cội nguồn bởi vì mình trải qua một cuộc đời như vậy. Nhưng mà cái thế hệ trẻ và lớn là đang ở ngoài thì nó rất là khó vì nó ăn hamburger, nó học tiếng Mỹ. Thì quý vị có nghĩ là có tiếp xúc gì với sinh viên chưa? Trong tổ chức cộng đồng Việt Nam Massachusetts có thành phần của sinh viên, giới trẻ tham dự. Và trong cái ban tổ chức này, giới trẻ đã được đặc biệt mời cộng tác và cung cấp một cái chương trình văn nghệ đấu tranh. Thì cái chương trình văn nghệ đó sẽ được các giới trẻ điều hành, tập dượt và trình bày, cống hiến quý vị trong cái ngày lễ chào cờ. Thì qua cái sự nhờ giới trẻ thực hiện chương trình văn nghệ đấu tranh, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cách để khơi động lòng yêu nước, là một ý chí muốn đem tự do, dân chủ, nhân quyền về cho Việt Nam và giữ cho giới trẻ biết được cội nguồn của mình trong một cái chương trình văn nghệ đấu tranh như vậy, lòng trong một buổi lễ chào cờ đầu năm của chúng ta. Như vậy thì chương trình rất là những quý vị nghe Phước vừa trình bày thì chắc chắn là chương trình đó không có nghĩa là chúng ta đến đó vào lúc 11 giờ kéo cờ lên 11 giờ 5 phút và ra về lúc 11 giờ 30, không phải là vậy. Một chương trình rất là dài và tôi mới nghe qua thì thấy rất là phong phú. Bây giờ thì anh luôn tiện nói thì anh có lẽ trình bày một chương đối một cách chi tiết một chút hơn. Chương trình của chúng tôi họ ngày hôm đó được dự trụ đó như sau, là lúc 11 giờ sáng thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục đón đồng hương. Lúc xong đó khi bắt đầu chương trình thì sẽ có nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và phúc niệm trang trọng do anh em cục quân nhân thực hiện theo lễ nghi quân cách. Rồi chúng tôi sẽ có chương trình để mà chiếu slideshow chủ đề là để nói về lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam. Và cũng năm nay 2018 là 50 năm kể từ biến cố Tết Mậu Thân 1968. Cho nên cái live show của cha sẽ có phần tưởng niệm 50 năm Tết Mậu Thân và những cái vụ thảm sát do Việt Cộng gây ra tại khắp nước Việt Nam trong năm 1968 và trong cuộc chiến tranh. Và chúng ta sẽ có một cái chương trình văn nghệ trước khi vào nhập tiệc. Thì ban tổ chức có sửa soạn một cái phần ăn trưa tương đối là phong phú và ngon lành để mà mời quý vị đồng hương đến tham dự, có được vừa xem văn nghệ và vừa ấm lòng trong cái mùa đông tuyết giá. Đó là hồi nãy khi mà trước khi chương trình đó thì chúng ta có nói chuyện với nhau thì tôi có nghe nhắc đến cái chuyện mà làm thế nào để mà mình nâng cao xứng dương cái giá trị của lá cờ vàng. Theo anh thì bây giờ mình bàn thêm một vài phút về chuyện đó đi. Theo tôi năm ngoái á, tôi tổ chức nó có cái này là khi mà tổ chức á, thì có nhiều cái hội đoàn họ tỏ vẻ là phải có cái giấy mời họ mới đi. Thì năm nay tôi xin thưa với quý vị là chúng tôi tổ chức tập chào cờ không phải là vinh danh cho ai cả, chỉ vinh danh lá quốc kỳ, và chúng tôi chỉ kêu gọi quý vị đi chào cờ chứ chúng tôi không có mời quý vị đi chào cờ, tại vì chào cờ không phải là của riêng chúng tôi cho nên chúng tôi không có mời. Thành xin quý vị hiểu cho. Như tôi vừa nói là nó chào cờ đây mục đích là để vinh danh cái lá quốc kỳ, lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà hầu hết trong anh em chúng tôi, cái thế hệ chúng tôi đều là hãnh diện đứng dưới lá cờ đó đã phục vụ cho đất nước. Đồng thời bây giờ mặc dù là cái lá cờ đó bây giờ chúng ta không có chào cờ được ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta đem cái mang cái lá quốc kỳ đó đi ra ngoài nước, quốc kỳ đó bây giờ là cái lá quốc kỳ lưu vong, nhưng mà chúng ta vẫn tri ân, vẫn là hãnh diện là đã có một thời ta phục vụ nó. Cho nên là
tôi kêu gọi giới trẻ hãy cùng với chúng tôi, tại vì chúng tôi sẽ cái lớp này tê tàn sẽ mang tre mọc, chúng tôi không có còn mãi mãi để mà lo cái việc này cho các em được nữa, cho nên các em hãy đóng góp với chúng tôi, đưa một tay vô chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ lần chúng tôi sẽ bàn giao lại vấn đề này cho các em, và các em sẽ thấy rằng cái lá quốc kỳ của mình là cái lá quốc kỳ chân chính và được phục vụ cho đất nước, chứ không phải là phục vụ cho bất cứ một cá nhân nào. Câu hỏi này cho chị Như Nghĩa. Nghe anh Phước nói một chương trình hết sức rầm rộ, chương trình rất là chi tiết mà có thể là nó phải tốn rất nhiều. Cộng đồng, vấn đề quỹ, vấn đề tổ chức như thế nào? Ai đóng góp hay là mình tự đi? Khán giả dự thì có đóng góp tại chỗ hay không? Hay là tất cả những cái gì, phương tiện nào mà để có thể giúp một chương trình này? Dạ thưa, để trả lời câu hỏi của anh là quỹ hội đồng hương tới thì không đóng góp chi hết, tại vì các hội đoàn đã yểm trợ lẫn nhau. Đại khái như năm ngoái thì Không Quân tổ chức thì các hội đoàn cũng yểm trợ vô, và năm nay thì Hội Phụ Nữ Cờ Vàng tổ chức lễ chào cờ đầu năm thì cũng quý hội đoàn yểm trợ vô anh. Như chị Như Nghĩa vừa trình bày thì quý vị cũng biết là cái phần quan trọng nhất, là mà cái trách nhiệm quan trọng nhất và nghĩa vụ quan trọng nhất của mình là có mặt ngày hôm đó. Đặc biệt đó là thường thường là ngày Tết dương lịch, mùng 1 Tết thì đa số là có một số quý kỵ, một phần lý do này, lý do nọ, thường là truyền thống là ở nhà. Với hầu hết các ngày mùng 1 Tết thường thường người ta rất ít đi đâu, ngoài trừ những gia đình trực hệ ở trong nhà. Nhưng mà ngày Tết dương lịch thì là ngày đa số là đi ra. Do đó mình cũng nên theo cái truyền thống của nơi mình đang sống, tức là ngày mùng 1 Tết dương lịch cố gắng đi ra ngoài. Mà mùng 1 Tết âm lịch thì theo truyền thống của ông bà mình là ở nhà. Thì nếu mà tôi không biết là ban tổ chức có nghĩ điều đó hay không, nhưng mà nếu mà nghĩ thì rất là hay, bởi vì quý vị sẽ ra khỏi nhà. Mà nếu ra thì đi đâu, phải không? Ra mình ơi, đến cái cội nguồn của mình, đến cái nơi mà mình đã lớn lên, đến nơi mình mà từ đó mà trưởng thành. Thì cái đó là điều tốt đẹp nhất cho cả năm. Mà tôi không phải là thầy bói đâu, mà tôi tin chắc là quý vị, nếu mà quý vị làm theo như vậy, thì cả một năm thì quý vị sẽ sống trong niềm vui và sống trong hy vọng. Thì tôi mong rằng đây cơ hội để tất cả chúng ta cùng ngày mùng 1 Tết dương lịch. Quý vị biết là Times Square là hàng triệu người xếp hàng, bởi vì mục đích của họ cũng chỉ đến đó thôi. Họ ở nhà thì nó vẫn qua một năm, nhưng mà đến để chứng kiến một sự thay đổi. Thì cái sự thay đổi lớn nhất là thay đổi của một năm, thì đó là nơi mà chúng ta gặp nhau tại St. Gregory, nơi mà có hầu hết các sinh hoạt cộng đồng để tổ chức cả. Mong quý vị cố gắng đến để cùng tham dự với chúng tôi, và tất cả chúng ta cùng nhìn về lá quốc kỳ nơi chúng ta đã trưởng thành, ta lớn lên, và thế hệ tương lai sẽ từ đó mà tiếp tục. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự cái chương trình hôm nay, và chúng tôi hy vọng là nếu mà có thời gian sẽ có một vài chương trình khác nữa, mà nếu không thì quý vị theo dõi trên báo chí, trên các đài tiếng nước tôi, các phương tiện truyền thông người Việt Boston.com thì đều luôn có những cái chương trình này, và quý vị cứ theo chi tiết này mà đến. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Phở Buster có hai chi nhánh tại Boston và Quincy với các món phở tuyệt vời và rất nhiều món ăn đặc sắc khác. Nổi tiếng nhiều năm qua, quý khách sẽ tận hưởng những bữa ăn thật ngon. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách cho hệ thống Phở Buster. Spa Depot, công ty chuyên cấp và bảo trì các loại ghế spa pedicure. Hệ thống spa pedicure từ công ty Spa Depot có trên 10 mẫu mã và nhiều màu sắc chọn lựa. Da ghế đạt yêu cầu của Boston Fire Department. Chất lượng ghế pedicure được UL Hoa Kỳ công nhận là sản phẩm đạt độ cao về an toàn với 2 năm bảo hành. Mua ghế tại công ty của chúng tôi, quý vị được giao tận nơi và lắp ráp miễn phí. Đặc biệt công ty của chúng tôi nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm. Bàn ghế Knell có hệ thống ventilation trên 50 cfm, phù hợp với tiêu chuẩn Health Department và State Board của từng tiểu bang. Mọi chi tiết xin liên lạc vùng Worcester 508-340-5776, vùng Boston 617-282-6666, hoặc viếng thăm trang nhà của chúng tôi www.spadepot.us hoặc www.spadepot.com. Viện Mỹ phẩm và Nước hoa Bảo Trâm trân trọng thông báo. Tiệm mới vẫn địa chỉ cũ đối diện Phước Lộc Thọ 9191 Bosa trên lầu số 28. Bảo Trâm là đại lý các dược mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật như Pola, Noevir, Magnus,
và các loại kem lột, tẩy trắng da Obagi, kem trị nám linh chi, thần dược bảo vệ sức khỏe ngăn ngừa bệnh tật của Nhật có đầy đủ tại mỹ phẩm Bảo Trâm. Nước hoa Chanel nhập cảng từ Pháp, made in France, chỉ có tại Bảo Trâm. Đặc biệt có thuốc trị mụn thận gốc, mụn bọt, mụn cám, vết thâm, tẩy độc tố làn da. 714-899-8749. Đại lý độc quyền nhiều loại dược thảo đặc trị phòng chống các loại ung thư, nâng cao sức đề kháng, đào thải những độc tố trong cơ thể. Uy tín hơn 20 năm qua đã giúp nhiều đồng hương thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhận gửi hàng đi khắp nơi trong Hoa Kỳ và các nước khác. Xin vào website để biết thêm chi tiết hay gọi số 714-899-8749. PK Cargo tọa lạc tại 1392 trên đường Dorchester trong vùng Dorchester từ bang Massachusetts. Nhận chuyển tiền, hàng về Việt Nam rất nhanh chóng, uy tín, tiền nhận ngay trong ngày. Chúng tôi có bán nhiều dược thảo, mỹ phẩm, dầu gió, các loại và nhiều mặt hàng khác. Đặc biệt đại lý thuốc chính gốc do thầy Cảnh Thiên với trên 140 mặt hàng có mã số cầu chứng và hình thầy Cảnh Thiên. Dịch vụ cho điện thoại, điện nhà, giá rất rẻ. Dịch vụ lắp đặt đài cable SVTN và nhiều đài Việt ngữ nhanh chóng, rõ ràng. Gửi hàng đường hàng không, nhận tại Sài Gòn và các nơi ở Việt Nam. Giá 3 đồng 75 cent trở lên, chuyển hàng bằng đường biển với số lượng lớn, 50 pounds, giá 2 mỹ kim cho 1 pound, từ 150 pounds trở lên, giá 1 đồng 50 cent cho 1 pound. Về các tỉnh, cộng thêm 25 mỹ kim cho mỗi thùng 50 pounds trở lên. Mọi chi tiết xin liên lạc Kevin, số điện thoại 617-297-5419. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niền răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-84 không không. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Ba lẻ Bakery tọa lạc tại số 1035 trên đường Dorchester trong khu phố Dorchester. Có đầy đủ các loại bánh nóng, nhân mặn, ngọt, bánh sinh nhật, sản xuất mỗi ngày. Đặc biệt có bánh sinh nhật với hình 12 con giáp chỉ có tại Ba Lẻ Bakery. Trà và thức uống đủ loại thơm ngon, hợp vệ sinh, do thợ từ Đài Loan sang đảm trách. Nhận đặt bánh cho các buổi tiệc gia đình, hội đoàn. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 617-533-7035. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ. Chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.